Đích tại khu nghỉ dưỡng Laguna Bình Châu được thiết kế đẳng cấp và đa dạng, đảm bảo mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho các chủ nhân. Và dưới đây là một số tiện ích tại hai phân khu của dự án. Phân khu đầu tiên, tiện ích khu A, bao gồm khu vực nướng BBQ ngoài trời, cho phép dân cư tổ chức các buổi nướng BBQ ngoài trời thoải mái và thú vị. Thứ hai, pool bar, khu vực quầy bar bên hồ bơi, tạo biểu nhấn cho không gian thư giãn và vui chơi. Thứ ba, khu vui chơi trẻ em, khu vực được thiết kế riêng biệt dành cho trẻ em, đảm bảo an toàn và vui chơi. Thứ tư, nhà hàng, với không gian rộng rãi và sức chứa lớn, phục vụ các món ăn đa dạng và hấp dẫn. Và thứ năm là quảng trường nhạc nước, khu vực tổ chức các sự kiện và chương trình giải trí, tạo không gian sôi động và hấp dẫn. Còn khu vực tiện ích thứ hai là khu vực tiện ích khu B, bao gồm thứ nhất Pop-up Beach Resort, nơi có các bãi biển và các căn villa và bungalow, tạo không gian nghỉ dưỡng đặc biệt và lãng mạn. Thứ hai, nhà hàng, trung tâm hội nghị, nơi đáp ứng đủ nhu cầu tổ chức hội nghị và sự kiện, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đầy đủ tiện ích. Thứ ba, khu vực sự kiện ngoài trời, đây là khu vực dành cho các hoạt động và sự kiện ngoài trời, tạo không gian mở và thoải mái. Thứ tư, chính là hồ bơi và pool bar, đây là điểm tập trung chính cho việc thư giãn và vui chơi bên bể bơi, kèm theo đó là dịch vụ bar đa dạng. Cuối cùng là dịch vụ chèo thuyền kayak và vui chơi bãi biển, cho phép cư dân thỏa sức khám phá và tận hưởng không gian biển tự nhiên. Tất cả các tiện ích đều được chủ đầu tư Laguna Bình Châu phát triển với tiêu chuẩn cao cấp và sự bố trí hợp lý, mang lại trải nghiệm đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân và du khách. Và sau đây thì Phước Sửu sẽ xin thông báo về đợt mở bán Laguna lần này. Với đợt mở bán mới của dự án Laguna, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư đã tin tưởng và lựa chọn Laguna ngay từ đầu. Dưới đây là thông tin về giá sản phẩm, chưa bao gồm thuế VAT, bao gồm Premier Villa đơn lập với giá 28,5 tỷ, Premier Villa song lập 21 tỷ, Park Villa 27,5 tỷ, Gardenia Shop Villa giá bán 27 tỷ, Oceania Shop Villa giá bán 28,8 tỷ và cuối cùng là Laguna Shop Villa với giá bán là 34 tỷ và lộ trình triển khai dự án như sau. Vào ngày 26 tháng 3 sẽ khởi động khu A giai đoạn 2 ngay tại dự án. Tháng 4, riêng nhà mẫu villa theo chuẩn Wyndham Grand tại khu A. Vào ngày 11 tháng 5 dự kiến sẽ mở bán khu A đợt 1. Vào tháng 6 sẽ khai trương Laguna Center. Tháng 8 khai trương nhà mẫu Condotel. Và cuối cùng là tháng 9 khai trương villa mẫu khu B. Đây sẽ là cơ hội để sở hữu những sản phẩm đẳng cấp ngay tại Laguna. Do đó, quý vị hãy liên hệ ngay với Phước Sửu qua số điện thoại 0909 477 288 để được tư vấn và đăng ký tham gia đợt mở bán này.